vị đang đến với Bóng Đá M+. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị một số nội dung như sau. Tin chuyển nhượng ngày 16 tháng 9. Real Madrid và Tottenham thực hiện trao đổi không tưởng. Trong nỗ lực muốn đưa Gareth Bale trở lại nước Anh, Tottenham đã gửi lời đề nghị tới Real Madrid cho trường hợp của cầu thủ người xứ Wales. Đổi lại, Real Madrid đã đưa ra gợi ý khá bất ngờ. Cụ thể, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn đưa Ali vào giao kèo này. Theo Real, Ali và Bale sẽ đổi chỗ nếu Tottenham thực sự muốn có Bale. Đây là một ý định trao đổi khá bất ngờ bởi Ali đã trải qua một thời gian dài không có được phong độ đỉnh cao. Chính anh là người bị chỉ trích nhiều nhất trong trận thua 0-1 của Tottenham trước Southampton. Về thương vụ đưa Bale trở lại Anh, Tottenham sẽ phải cạnh tranh gắt gao với một đối thủ ngay tại giải ngoại hạng Anh là Man United. Arsenal hoàn tất hợp đồng mới với Aubameyang. Aubameyang đã chính thức tái ký hợp đồng với Arsenal. Theo hợp đồng mới, chân sút người Gabon sẽ gắn bó với đội chủ sân Emirates đến năm 2023, cùng mức lương cứng rơi vào khoảng 250.000 bảng trên một tuần. Con số này có thể tăng lên 350.000 bảng trên một tuần nếu tính các khoản thưởng. Trị giá hợp đồng của Aubameyang được ước tính lên tới 55 triệu bảng trong vòng 3 năm. Bayern Munich chưa từ bỏ Hudson Odoi. Daily Mail đưa tin Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ cái tên Hudson Odoi của Chelsea. Bayern Munich đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ chân sút người Anh trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Ngoài nhà vô địch Champions League, một đội bóng khác là Juventus cũng đang theo đuổi Hudson Odoi. Ivanovic trở lại ngoại hạng Anh. Cựu hậu vệ Chelsea là Ivanovic đã chính thức trở lại ngoại hạng Anh theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Điểm đến của trung vệ người Nga là West Brom, đội bóng vừa lên chơi tại giải ngoại hạng Anh. Inter Milan và West Ham cạnh tranh hàng thải Chelsea. Inter Milan và West Ham đang cùng quan tâm đến cái tên Emerson của Chelsea. Hậu vệ cánh 25 tuổi không còn được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard. Anh gần như không còn tương lai tại Stamford Bridge. Do đó, Inter Milan và West Ham đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Nhìn lại 6 điều tuyệt vời mà Mikel Arteta đã làm được tại Arsenal. Có vẻ như lựa chọn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Tây Ban Nha của ban lãnh đạo pháo thủ là hoàn toàn đúng đắn. Mùa giải năm nay, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã có khởi đầu vô cùng suôn sẻ khi hạ gục Fulham với tỷ số 3-0. Rõ ràng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang mang tới nhiều điều đáng để hy vọng cho các cổ động viên pháo thủ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua những điều tuyệt vời nhất mà Arteta đã làm được kể từ ngày trở thành thuyền trưởng Arsenal. Thứ nhất, ông đã hồi sinh Granit Xhaka và Mustafi. Cả hai đều từng trong trạng thái đếm ngày rời Emirates. Thế nhưng sau đó đã thành công thay đổi hình ảnh của mình. Bây giờ, Granit Xhaka là một trong những cái tên quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Arteta. Thứ hai, Arteta đã giúp pháo thủ một lần nữa đủ sức gây sát thương cho các ông lớn. Thứ ba, cựu trợ lý của huấn luyện viên Pep Guardiola đã thành công thuyết phục Ceballos gắn bó với Arsenal thêm một năm. Ngoài ra, ông còn giúp pháo thủ có được Willian và Magalhaes. Thứ tư, Arteta cũng cho những cái tên tưởng như đã bị gạt sang một bên ở Emirates cơ hội để chứng tỏ mình. Thứ năm, Arteta đã giúp cải thiện bầu không khí phòng thay đồ của Arsenal. Trong một lần chia sẻ với giới truyền thông gần đây, CEO Vinay Venkatesham nói, ông ấy đã làm sống dậy tinh thần Arsenal, giúp cho năng lượng ngập tràn ở London gần đây. Arteta đang làm quá tốt công việc của mình. Cuối cùng, Arteta đã có những bước đi cụ thể nhằm chữa căn bệnh nan y mang tên phòng ngự cho Arsenal. Theo đó, ở Emirates lúc này có sự hiện diện của Inaki Cana, huấn luyện viên thủ môn, cùng với Andrea Gerson, người sẽ giúp pháo thủ cải thiện khả năng xử lý các tình huống cố định. Tin chuyển nhượng La Liga hôm nay, Barcelona không có tiền mua Memphis Depay. Chủ tịch câu lạc bộ Lyon Jean-Michel Aulas viết trên Twitter xác nhận, chủ tịch đội Barcelona Josep Bartomeu đã gọi cho ông và thông báo không có tiền mua Memphis Depay. Thương vụ Barcelona đàm phán mua tiền đạo Memphis Depay đã được chốt với mức giá 30 triệu euro và câu lạc bộ Lyon cũng đã đồng ý cho ngôi sao người Hà Lan ra đi để tái hợp với huấn luyện viên Ronald Koeman ở sân Nou Camp. Tuy nhiên, tiết lộ mới đây từ ông chủ tịch câu lạc bộ Lyon Jean-Michel Aulas trên mạng xã hội Twitter cho thấy thương vụ này sắp đổ bể. Ông Aulas viết, chủ tịch Barca, ông Josep Bartomeu đã gọi và nói với tôi, lúc này họ không có khả năng đưa ra lời đề nghị chính thức vì bị ảnh hưởng quá nặng nề về thiệt hại tài chính do đại dịch gây ra.
Theo tiết lộ của ông Alas, có thể thấy thương vụ Memphis Depay đến Barcelona rất khó thành vì thực tế, đội bóng xứ Catalan hiện nay không có đủ tài chính để mua dù với mức giá 30 triệu euro. Barcelona đã cho tiền về Arthur Vidal ra đi đến Inter Milan nhưng với mức giá chỉ 500.000 euro cộng với giá trị tăng thêm. Trong khi đó, thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Luis Suarez đến Juventus cũng đang có nhiều trục trặc. Nhiều khả năng, ngôi sao Uruguay này phải ở lại Barcelona cũng rất lớn. Do không có nguồn thu từ bán cầu thủ, nên Barcelona phải xác nhận không đủ tiền mua Memphis Depay, cầu thủ được chọn thay cho Luis Suarez. Điều này cũng buộc huấn luyện viên Ronald Koeman phải thay đổi quan điểm là phải sử dụng lại tiền đạo người Uruguay, dù trước đó đã thông báo cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của mình. Không thể đến Barcelona, tình thế của Memphis Depay cũng trở nên tranh vênh vì câu lạc bộ Manchester United cho biết họ không kích hoạt điều khoản được quyền mua lại ngôi sao người Hà Lan vì huấn luyện viên Solskjaer không yêu cầu. Bỏ MU, Reguilón đồng ý đến Tottenham. Cho dù vào cuộc muộn hơn Man United, nhưng Tottenham đã nhanh chóng giành được Sergio Reguilón bằng cách chấp nhận mọi yêu cầu mà Real Madrid đưa ra. Sergio Reguilón là trường hợp khá đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Hậu vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha vừa tỏa sáng rực rỡ ở Sevilla theo dạng cho mượn, nhưng không có cửa trở lại Real Madrid và buộc phải ra đi. Trong lúc khó khăn tài chính, Real Madrid đã giao bán Sergio Reguilón đến các câu lạc bộ khác. MU là một trong những đội quan tâm đến Sergio Reguilón. Sau khi nhận được lời đề nghị từ Los Blancos, MU đã đạt được thỏa thuận cá nhân với hậu vệ cánh trái này. Tuy nhiên, MU lại không chấp nhận các yêu cầu chi tiết mà Real Madrid đưa ra, bao gồm mức giá 30 triệu euro cùng điều khoản mua lại Reguilón trong vòng 2 năm tới và ưu tiên mua trước sau đó. Trong lúc Quỷ Đỏ đang cố gắng đàm phán thuyết phục Real Madrid rút bỏ các điều kiện này, Tottenham đã bất ngờ nhảy vào cuộc và chiếm thế thượng phong. Khác với MU, Tottenham đã đồng ý mọi yêu cầu Real Madrid đưa ra và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với gã khổng lồ của La Liga. Sau khi thống nhất thỏa thuận với Los Blancos, Tottenham mới chuyển sang đàm phán với Reguilón và họ cũng không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục hậu vệ này. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Reguilón chỉ muốn đến MU. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha dễ dàng đổi ý, bởi lẽ anh vẫn nuôi mộng trở lại Real Madrid trong tương lai. Việc Tottenham chấp nhận điều kiện mà Los Blancos đưa ra sẽ giúp Reguilón có cơ hội lớn quay về Bernabeu trong vòng 2 năm tới nếu tỏa sáng tại Premier League. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đã đạt thỏa thuận với cả Real Madrid và Reguilón. Thương vụ này sẽ sớm được hoàn tất trong ít ngày tới. Huấn luyện viên Koeman tiết lộ mối quan hệ với Messi. Tân huấn luyện viên Barca Ronald Koeman khẳng định ông không có bất kỳ xung đột nào với Lionel Messi. Theo truyền thông Tây Ban Nha, nguyên nhân chính khiến Lionel Messi đùng đùng nổi giận đòi rời Barca là vì một câu nói phũ phàng của tân huấn luyện viên Ronald Koeman. Nhà cầm quân người Hà Lan được cho là đã nói với M10 rằng những đặc quyền của cậu ở Barca đã chấm dứt, giờ là lúc cậu phải làm mọi thứ vì đội bóng, tôi sẽ không thỏa hiệp bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Koeman đã phủ nhận xung đột với Messi. Cựu huấn luyện viên tuyển Hà Lan khẳng định ông có mối quan hệ tốt với siêu sao người Argentina và việc cầu thủ này đòi ra đi chỉ là vì mâu thuẫn với câu lạc bộ. Chia sẻ trên Fox Sports, Koeman nói, đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa Messi và câu lạc bộ. Tôi đã nói chuyện với Messi kể từ khi đến Barca và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất bình thường. Messi được cho là không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo Barca. Đội bóng xứ Catalan đã không tìm được những cầu thủ đủ tầm để khỏa lấp vị trí mà hai tiền vệ huyền thoại là Xavi và Iniesta để lại. Ở kỳ chuyển nhượng hè này, Barca được cho là đã liên hệ với hàng loạt cái tên nổi đình nổi đám như Memphis Depay, Gini Wijnaldum hay Marcus Rashford. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của huấn luyện viên Koeman, nhiều khả năng sẽ không có tân binh nào cập bến Camp Nou trước mùa giải mới. Chúng tôi hiện đang tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ bắt đầu mùa 2020-2021 với đội hình hiện tại, Koeman nói thêm. Nguyên nhân khiến Barca có tiếng mà không có miếng trên thị trường chuyển nhượng là do tình hình tài chính hạn hẹp. Họ cũng đã từ bỏ thương vụ Depay vì không đủ tiền. Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas xác nhận trên Twitter, Chủ tịch Barca đã nói với tôi vào Chủ nhật rằng Barca đang gặp khó khăn lớn từ khủng hoảng Covid-19 nên không có khả năng đưa ra đề nghị cho Memphis. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Bóng đá M+. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!